Xin chào cả nhà, mình đến từ nhà vườn Hải Đăng có địa chỉ tại ngách 68 trên 45, ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Vâng, trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái cách ươm hạt giống hoa ngàn sao các bạn nhé. Đây chính là cái hạt giống hoa ngàn sao. Đây, mình sẽ sử dụng cái gói hạt giống này để ươm. Thì cái hạt giống hoa ngàn sao này thì trọng lượng của túi gồm có 100 hạt các bạn. Các bạn cũng biết rồi, cái hoa ngàn sao này thì được rất nhiều người lựa chọn để trang trí hoa cảnh sân vườn trong các khu đô thị. Thì cái đặc điểm nổi bật của hoa ngàn sao đó là nó tỏa ra mùi rất là thơm và giống với mật ong. Vì vậy nó đã trở thành một trong những loài hoa được yêu thích bởi những người làm vườn hữu cơ. Đây là hạt giống hoa ngàn sao. Thì đầu tiên để mà muốn ươm cái hạt giống hoa ngàn sao ấy, thì các bạn sẽ ngâm cho mình vào nước ấm nhé. Ấm thì chúng ta sẽ sử dụng 2 phần nước sôi, 1 phần nước lạnh. Chúng ta ngâm qua khoảng một đêm. Đấy. Ngâm qua khoảng một đêm. Sau đó thì các bạn sẽ vớt ra. Và thực ra cái hạt hoa ngàn sao nó rất là nhỏ, thế cho nên là các bạn thực ra cũng không cần thiết phải cho vào cái khăn ẩm ở đâu. Bình thường khi mà các bạn sẽ ươm cái hạt mà cái vỏ nó dày hơn thì chúng ta qua cái khăn ẩm. Nhưng đây thì mình sẽ rắc trực tiếp vào cái mùn dừa. Đây là cái mùn dừa. Đấy. Mình thì thường ngâm vào cái bánh mùn dừa này này. Bánh mùn dừa này nó là 5 kg các bạn nhé. Nếu mà các bạn mua về dùng thì được rất là nhiều. Đấy, các bạn chỉ cần cho nước vào là tự nó sẽ tở ra như kia kìa. Đây, đây là mình, đây, hạt giống hoa ngàn sao. Mình cũng đánh dấu vào. Cái hạt này, đấy, cái tỷ lệ nảy mầm nó rất là cao các bạn ạ. Cái này là mình được 1 tuần rồi đấy. Cây lên như thế này. Và mình cũng đã chuẩn bị mang ra để giải ra rồi. Đấy, tỷ lệ nảy mầm rất là cao. Đây. Mình cũng đã đánh dấu vào. Thực ra bên nhà vườn mình ươm rất là nhiều loại hạt hoa, cho nên là mình phải đánh dấu từng loại một, không nhiều khi là bị nhầm. Đấy. Với những cái hạt hoa mà nó nhỏ như này thì cái thời gian nảy mầm nó rất là nhanh. Đấy, các bạn chỉ cần làm theo đúng cái quy trình thôi. Có nhiều bạn thì rắc thẳng ra đất, thế nhưng mà cái thứ nhất là các bạn không để ý được là có thể là có khi là kiến nó cũng tha mất hạt này. Đấy. Hoặc là cái đất của bạn các bạn không xử lý được thì nó sẽ bị lấm, nó sẽ thối, nó sẽ không nảy mầm được. Cho nên chúng ta cái thời gian đầu thì chúng ta cứ sử dụng các cái sơ dừa này đã được xử lý rồi, sạch rồi. Đấy, khi các bạn ươm thì cái tỷ lệ nảy mầm nó rất là cao. Đây các bạn để ý này. 90% đấy. Các bạn chỉ cần lưu ý một chút thôi. Và khi các bạn mua hạt giống thì các bạn nên chọn những cái nơi cung cấp hạt giống uy tín các bạn nhé. Và các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh của nhà vườn. Nhà vườn sẽ giới thiệu cho bạn nhiều những các cái video về cái cách ươm hạt giống của những các cái loại cây khác đó, ví dụ như rau này, cây dược liệu, cây lấy gỗ đó. Đấy, video của nhà vườn đến đây là hết nhé.